Dạ thế xe chưa lên em, thế thì một chơi nữa, xe lên thẳng lên luôn để được ấy luôn đi, vừa làm trên nửa vừa thử trên nửa luôn. Đấy thì xe lên màn hình cho thầy với mọi người cùng nhìn thấy em làm luôn. Nhanh. Cái này như một dạ lần xe được một người chứ không xe được hai người nhỉ. Nó kể xe một người cũng được. Rồi. Đấy, phía bên trên này là làm được cái gì trong nữa thì cái nối làm cứ làm đi. thầy em biết cái đầu ra này răng như răng thầy. Đồ ra nào? Dạ mấy cái M1 với M21 này. Ủa em M1, M1, M21 là em tính trong cái MQ này rồi thì em sao lại RQ là có M11 với 21 làm chi nữa? Rồi là lúc sau lắm cái đồ ra không thầy? Cái đấy quý nó cái Không. Đồ ra là R là 1, R 2 thôi chứ. Đồ ra của RQ là R 1, R 2 chứ. Em xem lại cái mô hình của nó là đầu ra của rễ quý á, là một hai cái vectơ, là vectơ hai thành phần đúng không? Là m2 l quy 1 chấm l 1 quy 2 chấm l 2 s 1 cộng 2 cộng với m1 r l 1 c 1 cộng m2 r l 1 c 1. Mà r 2 là m2 quy 1 chấm l 1 quy 2 chấm l 2 s 1 cộng 2 trừ cho m2 r l 2 c 2 thì đó là cái hai thành phần của vectơ quy đó em đưa vô mà tính xong rồi là nhận đầu vào của em là tính ra là cái vectơ quy luôn chỗ này này em ghi chỗ này rê bắt đầu em nhấp đôi vào rê quy đi em nhấp đôi vào rê quy thì như vậy là chỗ này á là em tính luôn rê một rê hai rê một m một một m hai một chi nữa cái hai đầu ra thì hai đầu ra là m m m à, r một và r hai luôn đúng không? Dạ. Ừ. Để r một r hai mà cộng với cái f thôi chứ thấy được con cái phía trên nơ là như nào đây? N thì cũng M2 L1 L2 bình thường ở chứ đó. M2 L1 L2 thì em nhấn vô với thì trong cái sơ đồ của em có rồi kia. Dạ. Em Hầu vô như trong cái cái đầu chỗ ra em về là lại sao? RB2D đi. Đó, em thấy cái khối tham số là có M2 L1 L2 chứ. Dạ Cái thứ rồi. ba. Đúng Dạ không? rồi. Dạ. Em kéo cái xuống mà tính luôn nhé có chứ đâu. Không, ý là cái đầu rã thế kia. Đầu ra của cái nào thì em có Đầu tính rã. bình thường thôi em mở ra đấy trong này á thì như vậy là n là có là m2 l1 l2 thì phân tử thứ nhất là nhân với quy 2 chấm và nhân với sin 1 cộng 2 đúng không thì như vậy Dạ. em phải bổ sung thêm là cái quy 1 chấm quy 2 chấm với là quy 1 quy 2 nữa đấy thế gì nữa như vậy em ra lại ngoài đi đi thì giờ chỗ điểm có đây này không chỗ này em cần tính là em vô trong n quý quý thì vô nhập lại đi trong này không cần bỏ vô là l một là hai mấy cái nữa mà lấy sẵn từ trên khối tham số đưa xuống luôn này có rồi mà có tính rồi này Không rồi chỉ cần còn đọc đưa vô cái là một cái hai bằng không thấy. quy một quy hai thì kéo từ trên kia xuống luôn rồi là lấy vi phân ở đây để thiếu quy một quy hai này Dạ đấy rồi thấy. đây là mười vi phân thôi em phải lấy hai kênh quy một quy hai riêng để mà tính vào trong cái chỗ là sin một cộng hai với là cột 1 cộng 2 này chứ trong cái n đây có sin 1 cộng 2 này đúng Dạ. không cho nên phải có quy 1 quy 2 đưa vô nữa thì đem chưa có đấy vì em lấy vi phân luôn cái là mới được là quy 1 chấm cộng quy 2 chấm thôi à quy 2 1 chấm với quy 2 chấm thôi kéo thêm hai đường cho bổ sung thêm hai đường mà kéo quy 1 quy 2 xuống
Rồi, rồi em tắt xe em làm tiếp thế nhé. Rồi. Nhà thế ấy. Thế. Nhà cho em hỏi chỗ đi xí được không? Này đấy. Nhà thế cái chỗ quý 1, quý 2 đâu vào cho bằng hằng số được không đấy? Hay là Hằng số cũng được, bởi vì nó là cái đại lượng điều khiển từ ngoài, cho nên em muốn bao nhiêu cũng được. thế cái phía trong này em nhân mặt trần đường đấy hay là sao thế? Được chứ, nhân mặt trần bình thường. Em mà đã thử cái sử dụng cái khối trần cái má trần trạng thái của mặt lạp thì cứ đưa của Simulink rồi thì cứ đưa vào nhân bình thường chứ có gì đâu. Dạ, với cái chỗ đào hàm như thế trong này có cần nhập viên này em là tự động là đào hàm luôn thế. Chỗ mô Dạ, cái khối này là à, đào hàm rồi thành từ đào hàm luôn rồi. dạ. Anh mà em làm gì mà đến đào hàm cấp 4 lắm nữa. Dạ, cấp Em 2 đưa không? vô là D, em đưa vô là À, D, D đưa quý. vào đề quý đây nè. D Em quý thì em chỉ đưa cần vào cái nào quý 1 á. à, quý 1 thì đào hàm cấp 2 đó. Đó, từ Đấy. lên tính thôi. Từ lên tính thôi. Dạ xong ba khối rồi làm gì nữa thầy? Điều của chơi cái này chứ em nghe thầy nói à, tính cái động lực ngược sau đó là tính động lực thuận, nói rõ từ nãy giờ rồi mà. À, quên vậy rồi. Thầy ơi, Ơi dạ em mới vẽ xong mấy cái khối mà em cũng biết đúng là sai nữa, em gọi em xem màn hình lên thầy xem giùm em có nghe. người đi đi. Dạ đây thầy, mới được chừng đi. Nhưng nữa xong rồi tính ở trong là thế nào? Quan Dạ trọng là tính tính là ở trong thế nào? Đây là khối gì đây? MQ này tính rồi. dạ. NQ tính đúng chưa? Hay không thức tính ra N sao M bây giờ ghi ra N 11 N 12 chứ, cái khối N mà sửa cái đầu À, ra kia dạ. thì phải nhầm cái MR chấp nữa, nó nhầm lung tung N. Đúng rồi. Nữa. Rồi quay trở ra lại đi. Xem giùm em mấy cái chỗ này em nghe đúng chưa?
ghi thì Q1 chấm Q2 chấm. Bây giờ là cái N1 2 của em là mỗi phân tử đó, nó phải nhân với là Q1 chấm và Q2 chấm nó cộng lại với nhau đúng không? Thì khối là khối N, em ra về lại ra tay máy 2D đi. Đó. Bây giờ mỗi phân tử khối N em nhìn vào trong cái phương trình, em vô lại cái phương trình, cái trang phương trình thầy gửi hồi nãy, à trang phương trình của tay máy á. Con có đấy không? Dạ con hả? Đây. Mô. Để em xem một hình lại. Để sẵn cái gì ấy chứ. Đó, thì bây giờ em thấy là trên cái không cần thể trên mà trên phía trên đấy rồi. Thế này bây giờ em thấy này. Chỗ N của em á là có N 1 1 là bằng L M 2 L 1 L 2 S 1 cộng 2 trừ đi là M 2 L 1 L 2 S 1 cộng 2 có trừ. Đúng không? Q 2 chấm Q 1 chấm đúng không? Chỗ này nó nhân luôn, chỗ này nó nhân luôn này, nhân Q 1 chấm nhân với Q 2 chấm này nha. Thế đấy. Được chưa? Đây này, đây này, đây này. Rồi, thì em lấy cái này em nhân với quy, sau đó em lấy nhân với quy 1 chấm quy 2 chấm này, hai phân tử này. Như vậy đầu ra của em nó có N1 2. Thì em phải lấy N1 1 nhân với quy 1 chấm cộng với N1 2 nhân quy 2 chấm. Đó nè. Thì nó ra được thành phần lực ly tâm với lực Coriolis đúng chưa? Đây là hiểu ý chưa nào? Dạ chưa thầy. Đây là em có quy 1 chấm quy 2 chấm đổ vào đây này. À. Tức ra quy 1 chấm Q2 chấm này em lấy vi phân của cái trên quy 1 Q2 đưa xuống là ra quy 1 chấm Q2 chấm này. Sao em lấy quy 1 chấm này nhân với N11. Có khối nhân đúng á, khối toán học có khối nhân đúng á, à. Nhân với N11. Em mới có vi phân mới ra được. Đấy, nhân với N11 sau này cộng lại với là N12 nhân với Q2 chấm thì mới ra được lực ly tâm cộng lực Coriolis. Đó. Thầy em chưa hiểu lắm thầy thầy Đấy xem một nha, hình bây thầy giờ đây này, bây giờ đây, rồi em gửi cái mô hình của em qua lên trên chỗ tím đi, lên cho trường meeting này, gửi lên trên chỗ ô meeting này đi, thay lấy xuống cái làm tiếp cho mà xem. Gửi lên trên cái chỗ Dạ em đang gửi đi thầy. kiểu đang làm tiếp. Dạ rồi thầy. Rồi đợi tí lấy xuống. Rồi. Giờ đây này, ta mình mở cái Simulink này ra. Từ nè. Đâu rồi?
Lord. À, quên để xem màn hình này chứ. Đây, giờ ví dụ cái này cái của Thảo làm đây không biết đúng sai gì cái dài xử lý thì là con nếu mà sai thì nếu mà Thảo làm sai thì mọi người đè Thảo ra một tí thấy không biết. Rồi, bây giờ chỗ này á là ta có ba cái khối để mà xử lý tín hiệu đây rồi này. Thế thì á là từ cái này người ta thấy này. M11 thì ta phải nhân với quy 2 chấm, do đó chỗ này là phải thêm một cái lần quy nữa nó mới ra được. Thì từ đây đến đây ta được là quy 1 2 chấm. Từ đây đến đây ta được là quy 2 2 chấm đấy nhá. Thì ta mới có một cả cái hàm ta nhân bình thường thôi. Giờ dùng thì dù ta ơi, nhân đấy. Quy 2 2 chấm là ở đâu ra đấy thầy? Hai hai lần đầu hàm nên là quy 2 này, đây là quy 1 này. Như đấy là quy 1 đấy. Cái thì đấy thầy lấy cái sơ đồ của cái mô hình của em như thầy có cái gì mới đâu có. Rồi quy 1 quy 2 đấy chứ. Dạ. Rồi. Bây giờ thầy mới là bổ sung thêm dù một cái khối là khối tính toán bình thường thôi, chả cần gì phức tạp đâu. Ví dụ như là khối function đây nha. Tính đây. Cái này là tính là từ này. Để mày thôi để làm thế này nó thôi được làm luôn thế này được. Mọi người làm quen thì thầy chỉ làm thế này ta nhìn vào thôi. Ta hiểu thôi không cần phải thế này. Bây giờ để xem thử cần bao nhiêu cái đầu. Cái đêm. Của thứ nhất là có 4 đầu, thứ hai 4 là 8. 3 nữa là 4 đầu là 10, phải thêm 2 đầu. 2 đầu là quy. Cho 2 chấm là 12 và theo 2 đầu quy chấm là 14, nhưng mà ta cần tất cả là 14 cái đầu. 14 cái đầu này. Đấy. Giờ ta mới cho nó đi vào đây nha. Đấy. 14 cái đầu này. Thế thì là cái thứ nhất, đây là quy 1 2 chấm này. Để đấy này. Cái thứ hai là signal 2 là quy 2 2 chấm này. Cái thứ ba là M11, cái thứ tư là M12, cái thứ năm là M21, cái thứ sáu là M22, cái thứ bảy là N11. Đấy chỗ đó. Cái thứ tám là N12, cái thứ chín là N21 và cái thứ 10 là N22. Cái thứ 11 là M11, cái thứ 12 là M12, cái thứ 13, cái thứ 14 là Q1 chấm với Q1 2 chấm. Dạ, thầy sửa lại giùm em có quy luôn với thầy. Quy gì đó? Thầy sửa lại giùm em hai cái ma trận ở cái khối cuối á. Biết, cái người là em chốc được gửi lại em từ một sửa lại, để thầy làm được cái khối này thôi. Còn đoạn dưới thầy cũng biết. Rồi. Dạ. Thì như vậy là trong tín hiệu này là ghi chỉ hiệu chữ signal không được mà thôi, để signal thì là biết rồi đó, là cả cái u đó. Bây giờ ta mới tính thứ nhất này. Này thành phần lực quán tính này. Đấy nhá. Ta gọi là lực quán tính này. Lực do quán tính sinh ra đấy. Tức là nó tính từ mặt trận M. Vậy trong này nó phải bằng cái gì? Nó phải bằng là cho nó chỉ đây. M11 nhân với Q1 2 chấm đúng không? Như vậy là M11 là U3 này. U3 nhân với Q1 2 chấm là U1 cộng với là M12 nhân với là Q2 là U2 đúng không? Thế là Q4 và nhân với là U2 đúng không? Cái gì nữa? Là được cái lực quán tính của thành phần thứ nhất nè. Ok. Đấy, việc cho nó dễ thế, dễ nhìn thế nè. Nối nó vào nè. Rồi nè. Thành phần quán tính của cái lực thứ hai là M21. Chỗ này là M21 này.
Như vậy M21 là cái chi? Chính là U5. Sửa vào đây. U5. Và M22 là U... U6 đấy chứ. Ok. Đó, rồi. Tiếp theo thành phần lực lý tâm và lực Coriolis. Thì như vậy là ta copy xuống, người ta sửa nội dung bên trong, bỏ khỏi nhầm. Đấy. Thì thành phần lực lý tâm và lực Coriolis này. Thứ nhất là N11. N11 tức là U7 nhân với là Q1 chấm, mà Q1 chấm tức là U13. Mình đến trên khỏi nhầm thì được lỡ rồi thôi luôn. Cộng với là UN12 là U8 nhân với là Q2 chấm là U14 là xong rồi. Như vậy được thành phần là lực lý tâm và lực Coriolis thứ nhất nè. Tiếp theo lực lý tâm và lực Coriolis thứ hai là N21. N21 tức là U9. U9. Và N22 là U10. Để nguyên rồi. Tiếp theo thành phần trọng lực. Trọng lực thì như vậy là ở đây là tính trong này rồi, là ra chỗ này là nói với em hồi này, chỗ này là R1 và R2 chứ không là ghi chữ M này. Đấy. Nói rồi mà chưa biết sửa thì giờ sửa luôn này. Đấy. Đấy xong rồi quay cái chữ đấy. R1 là không đã tồn tại trong sẵn, còn cái R1 sẵn đâu trong rồi. Rồi thì R11 được. Nó phải nhầm. Và chỗ này là R21. R12 cho nó phải nhầm đấy. Nhưng cái R1 em để chỗ một trong á. R12 rồi. Đây R11, R12. Thì như vậy ở đây là thực ra lực lý tâm thứ nhất á là nó bằng đúng là cái R11 em tính. Đúng không? R11 của em là cái U11 nhé, bằng U là 11 này. Và R12 của em là U12. U12 con việc tính trong sai ráng chịu cả mấy nhà. Tính sai với bữa lo mà đem thiệt nhiều mà ít là gái ra đem mà đền bù, con mà tính đúng thì bớt cho một tí. Rồi. Sau khi tính rồi thì ta bắt đầu mới là cộng lại bình thường thôi. Bây giờ lấy cái hàm cộng ở đâu trong toán. Đây. Cộng tổng. Tổng này đưa ra đây. Đấy, để cho nó thành ra cái ba cho nó dễ. Ok. Rồi. Chỗ này là bỏ cái này trước đi. Còn gì mất. Rồi. Như vậy ta cộng lực thứ nhất là bằng lực quán tính này cộng với lực lý tâm. Đây này lên đây thì đây không phải lực quán tính hai mà lực lý tâm hai nhá. Tức là lý tâm 1. Đấy. Lý tâm 1. Rồi đây lực lý tâm 2 này. Ủa? Sao nó thừa cái? Thì có một cái nó đấy bị thừa đấy. Ủa? Quán tính 1, quán... Lý tâm 2 với lý tâm 4 không bị thừa thầy. Xóa một cái là được. Anh lực. 2 với 4 thừa cái. À đúng rồi, 9, 13, 10. Đúng rồi, bớt đi cái, bị thừa cái. Đúng cần. Rồi đây bỏ đi. Lý tâm 2 này, đây là trọng lực 1 này nữa. Yeah. Lực 1 và đây là trọng lực 2. Rồi, thế bây giờ cứ cái gì lực quán tính 1 thì đây là lực quán tính 2 này. Đây là lực quán tính 1 này. 1 đấy. Bây giờ cứ 1 ta cộng 1 thì có 3 thành phần cho nên ta phải thêm một dấu cộng nữa. Bây giờ cái nào một là ta cộng lại với nhau. Như trọng lực nó trừ không phải cộng đâu. Nên trọng lực cái này là ta nhớ nhớ nó dấu trừ đấy. Nên nếu ta để dấu cộng ta phải trừ rồi. Và tiếp tục cái thứ hai. Cũng tương tự thế. Như vậy ta được chỗ này sẽ là đây là lực F1, ta vừa tính được này, là tổng lực là
và chỗ này là F2. Đấy, như vậy là rồi đó. Được chưa? Nhưng mà xây vào, gửi ngược lại cho lớp, chạy mà kiểm tra đấy, thế không biết. Dạ thầy ơi, rất là để phải để sau F1 và F2 một cái scope nữa để xem hướng chạy như nào đúng không thầy? Thì em tự làm cái thầy cũng biết. Thầy gửi lại cho rồi từ mà bổ sung mà thầy chỉ hướng dẫn cho em cách làm là tính cái lực tổng của cả tính cái lực tổng của cả là rồi. Đây, thầy chỉ hướng dẫn nhận một đó, chạy một đó. Đây. Thầy chỉ hướng dẫn cho em cách tính lực để mà tính tổng thôi, em biết rồi thì bây giờ còn cái đoạn mà tính toán sai hay là cái đoạn mà muốn thêm những quan sát chỗ nào thì em tự làm lấy thôi. Được chưa? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi, đó. Em cảm ơn thầy. Làm đi. Em cảm ơn thầy nhiều. Thầy quan thầy cho em hỏi một chút nữa chỗ mà lực quán tính cái tính kiểu răng ở đây. Thì cứ theo công thức ở trên cái phương trình này nè. Lực quán tính F1 thì bằng là M1 Q1 chấm Q12 chấm cân nhân L1 bình phương cộng với M2 Q12 chấm L1 bình phương và trừ đi là M2 L1 Q22 chấm L2 cột Q1 cộng Q2 là đó là lực quán tính của là khớp 1. Còn lực quán tính khớp 2 là M2 Q22 chấm L2 bình phương mà trừ đi M2 L1 Q12 chấm L2 cột 1 cộng 2. Đó thôi. Được chưa? Thay vậy con lực lý tấm là hai thay phân sáu, lực lý tấm là n 11 nhân q1 chấm cộng n 12 q2 chấm và khớp hai là n 21 q1 chấm cộng n 22 q2 chấm. Để dây thì vừa làm vừa giải thích điều đó. Con chỗ nào chưa rõ người khác, con chỗ nào chưa rõ nữa không? Nói như thế nói ta cũng cứ căn cứ vào cái trọng lực nữa là trọng lực thì tính từ bên khối trọng lực rễ quy đấy này. Này à, bảo Thảo tính mà nhưng mà Thảo tính chỗ này không biết có đúng hay không. Cột U1 là viết được cái này, cột U1 này là Thảo này phải có ngoặc đàng hoàng chứ viết chữ cột U đọc là cố su này là không được cái này. Viết này là viết sai này. Dạ. Nhà em sửa. Dạ. Viết nó đàng hoàng nữa. U2 năng thế nếu cố xú lên mà làm nó không hiểu chạy ra nó bảo lỗi chứ không biết đường nào mà lên nữa. Mừng để tính chắc nãy giờ việc tung đúng đóng á. À đấy chỗ việc xin U1 xin U2 thì việc đúng này. Xuống dưới kia thì những người việc sai. Đấy. Không biết tất cả những người còn lại có hiểu không mà thấy lăng lẽ không ai hỏi gì cả. Ừ? 30 gần 40 người thế là giờ có mỗi Thảo với Thắng với Tiến với Nam có hỏi mấy câu còn là những người khác thì sao nhỉ? Trả lời đi nhá. Có hiểu để làm không? Nếu mà hiểu thì giơ ngón tay lên vào chỗ này, mà nếu không hiểu thì giơ cái mặt xét vào đây để biết là có như có bao nhiêu người chưa hiểu chứ không thôi là thầy dạy mà thầy không biết là lớp mình học hay như nào cả. Dơ vào, người nào mà đã hiểu cách làm nên để dơ vào đây để biết, để tin tưởng có cái đồ tin cây tí. Mới được người khác. Rồi, hai người. Đó, người nào hiểu được cách làm, chưa nói làm đúng một sai nhưng mà hiểu cách làm cái đã. Thì dơ vào, người nào chưa hiểu thì xét vào đây để biết số lượng như từ bao nhiêu người là nắm được bao nhiêu người, chưa nắm được để mà có biện pháp mà giải thích cho rõ. Được 16-17 người, trên tổng số 40 người là còn nhiều người chưa có di chuyển gì cả. Từ nghiên cứu, bây giờ nói luôn bây giờ cho con chờ từ nghiên cứu thì sắp tới con ra bài khác. Còn khó hơn mà nghiên cứu cái này chưa xong thì vừa nhảy qua cái kia thì làm sao đuổi kịp được. Từ nghiên cứu là hiểu xong rồi về nhà từ làm tiếp á, để vừa làm vừa hiểu luôn thì gọi là từ nghiên cứu, chứ còn mà để ở lớp mà chưa nắm được thì về nhà đừng có lo mò thì lâu lắm.
Cái gì là tiền? Là cái bài lần trước thế. Là lần trước là thầy thêm vào cái thằng filler đến quy 1 thì là thầy thêm vào thằng 12 quy 1 chấm lên 1 quy 2 chấm này thầy. Em thấy cái bài trước là thầy quên đem xuống nhiệt trưa. Thì đưa xuống và sau rồi bỏ, thầy đưa xuống rồi. Không, trong lực đây bổ sung lại cái này. Để thầy gửi lại cái file trong lực này chứ cái này là trong kia nó bị thiếu này. Đây đây, để gửi lại. Cái phương trình cái file của em là file cũ rồi. Đấy, để nó không phù hợp nữa đâu. Rồi đây. Dạ dạ. Chờ tí. Thì em là hẳn ra cái F1, F2 đi ra. Em tính nó có hai trụ bằng không thôi. Không nó được. Nhấn về quy 2 chấm, quy 1 chấm, nhấn về cái biến nhân khác nhau thì kết quả nó khác nhau chứ không thế nào được. Nếu mà nhân, nếu mà không thì là tính sai. Thầy ơi, ừ? Cái chiếu lại sơ đồ em coi cái sơ đồ về mặt lạc á. Sơ đồ mặt lạc đây, có chỗ nào đây? À, trong cái chỗ này á, trong cái chỗ này nếu mà có cái chỗ rễ này có quy 1 chấm quy 2 chấm một cái phải để nó vào trong cái nơ. Có khả năng cái này bạn cái bán nói đúng đấy, nếu mà nó khử thì sẽ có hai phân tử nó đó bằng không, còn chỉ còn phân tử đường chéo thôi. Thầy chiều như đây. Chiều để thử xem nó đang chiều đây này. Rồi, em hỏi cái chi ở trong này. Đó, chiều rồi. Ai à, chưa thấy à? Bỏ ra mất rồi. Rồi, thấy chưa? Cái khối tâm giác là khối gì đó thế? Khối tâm giác là khối khuếch đại, nhưng mà đây đặt bằng 1 thì là khuếch đại bằng 1. Cái đó là... Ý là em vẽ chỗ nó là rê đó thầy, ý là nhân cho rê á. Rê thì em phải dưới và để là 19,81. Dạ em chưa ghi. Thầy rồi em đặt cái khối chữ lễ nữa, thêm khối hàng số đúng không thầy? Thì rễ hàng số cái này nó 9,81 nó sửa lại đó à? Dạ. Thì là khối tâm giác là khối nhấn thầy à? Nó là khối tín là khuếch đại, em đặt vào thì là em thì đúng là nhấn khuếch đại bao nhiêu lần đó. Cái signal là đầu ra là bao nhiêu, đầu ra của cái mặt trận là bao nhiêu cái là mình tạo đúng thôi, bao nhiêu mặt à? Không thì này thế điểm chân nữa thì bỏ chân nữa, còn em có cái số lượng khác thì em đặt cái số khác. Rồi, có ai có ý kiến chí nướng nữa?
Nếu có ý kiến gì nữa thì hoàn thiện nhanh chóng lên để mà xem thử là kết quả nó ra sao cái. Thảo đấy mà chấm với mức độ là mỹ thuật là Thảo đứng hàng bét, vẽ bố trí lung tung. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không? Thầy, từ cái đầu ra đó mình quan sát là mình cho cái silicon để quan sát đây, nổi 4 hay 2 điểm được. Nổi bình thường thôi. Nổi oxylo bình thường xem thôi. Nổi như đây này, oxylo này, đây, đây. Muốn xem chỗ nào thì ta gắn chỗ này đặt tên cho nó để khỏi nhầm lẫn rồi đó. Dạ không, nó cái hai cái đầu ra F1, F2 thế kia. Đây này. Thầy ghi moment 1, moment 2 này. Đó, quan sát bình thường rồi thôi. Dạ. Rồi, như vậy là nhiệm vụ của các em là sau khi làm xong cái mô hình tĩnh lực này thì làm tiếp cái mô hình thứ hai. Là mô hình là cho đầu vào là lực và tính ra là Q. Đó, tức là các em phải nhiệm vụ là tạo ra được một cái tóm lại là bài tập về nhà là đây, một bài mới đây, trong này á là cho đầu vào tạo ra một cái subsystem, đâu rồi, đây, tôi trình lại cho nó nhanh, subsystem đây, đó, đầu vào á là Q1, F1, F2. Đầu vào của em là F1. Đầu vào là đầu ra là Q1. Và đầu ra là Q2. Đó. Ở giữa này là bỏ cái gì đó không biết. Muốn bỏ là hàm hay muốn bỏ mặt lạp hay là muốn bỏ mặt lạp function gì tùy. Làm thử. Đấy. Rồi bài tập về nhà làm. Đấy, trong này gọi là forward dynamics. Thảo. Ơi. Tức là ví dụ cái khối động học thuật thuận nên là sẽ ở phía sau cái con robot, còn cái nãy giờ mình đang làm là ở phía trước robot rồi. Không liên quan. Hai cái khác nhau. Đây để các em hiểu thầy giải thích đây này. Ví dụ cái này là khối động học thuận. Còn ví dụ dưới này là khối động học ngược, inverse dynamic. Inverse dynamic ví dụ thế. Inverse thì đầu vào sẽ là Q. Ok, trung là thế ta đổi thành là Q11 đây.
À, dưới này á là quy hai này đấy, đầu ra sẽ là như là f 11 phải trung như vậy là dù f 22 đấy. Thế thì hai cái mô hình này là hai mô hình nó khác nhau, một bên đồng học thuận, bên đồng học ngược đấy. Đấy. Như vậy là nếu em điều khiển á, trên này á, từ bộ điều khiển của em, ví dụ như em là để một bộ PID chẳng hạn, thế là ví dụ thế này, chứ không phải là cứ nhắc cái là bắt đầu nói tay rắn thấy bay em sai bữa sau giống hiểu nó lúng túng người ta cười cho thổi óc cả thầy cả trò đó. Rồi đấy, rồi thế thì á, còn đây là ví dụ như cái sơ đồ điều khiển nữa là có cái khối cộng tín hiệu lấy khối này ra dùng một khối đây, và đây là tất nhiên là có khối cộng khối trừ, à, khối có cộng có trừ tức là phản hồi âm đấy, điều khiển khối, điều khiển khối, điều khiển khối, điều khiến. Thì lúc này tín hiệu đạt thì không nói. Cái này phản hồi từ đây ra Q. Cái này phản hồi từ đây ra Q. Để từ trên này xuống. Đó. Cái này thế phản hồi từ đây ra F. Đấy, cái này thì phản hồi đây ra F. Rồi. Còn cái khối này ví dụ như là khối set point. Set point gọi là khối tín hiệu đạt đấy. Đấy. Đây gọi là khối set point. Điểm đạt đi đạt. Khối set point. Như đây là khối set point 1. Khối set point 2. Khối là set point 3. Khối là set point 4 đấy. Thì mô hình trên này á gọi là mô hình điều khiển, chỗ này đồng tín hiệu ra sẽ là lực điều khiển đấy, lực điều khiển này. Robot đó, chỗ này á cũng là lực điều khiển robot. À, chỗ này á thì lại là vị trí điều khiển robot. Đây là vị trí điều khiển robot. Đấy. Như vậy là với sơ đồ trên á thì các em điều khiển cái vị trí của robot thông qua cách là điều khiển cái lực ở trục robot. Còn ở dưới á, em điều khiển cái lực robot bằng cách là điều khiển cái vị trí. À, thay đổi vị trí thì lực nó thay đổi. Đấy, người ta phản hồi lực. Đó lực nó phản hồi. Đấy. Thì mỗi cái nó hiểu theo mỗi kiểu như vậy. Thì khi điều khiển robot thì người ta toàn điều khiển theo mô hình trên. Còn nếu điều khiển mô hình dưới á, thì người ta phải coi như là điều khiển vị trí của động cơ, thì PID coi như là đây là động cơ luôn rồi đấy. À, coi như cái là cộng controller là coi như phải hiểu là cộng với là động cơ luôn này. Đó, động cơ này. Cái này như thế này. Một này. Cộng với là động cơ này. Đó, cái này cũng hiểu là PID mà cộng với động cơ luôn rồi đó. Chứ không phải chỉ có mỗi cái bộ điều khiển. À, không thôi nha. Đây. Vì đã có robot thì phải có động cơ mới điều khiển được. Đấy. Ta hiểu như thế. Đó. Rồi, có ai chưa rõ nữa thì là hỏi luôn, nhanh lên. Rồi, về làm hai cái mô hình đấy, thì mô hình inverse dynamic thì sáng nên làm coi như xong rồi đó. Còn ở nhà về nhà làm tiếp cái forward dynamic.
nha. Này thế trường bảo về nhà từ nghiên cứu thì coi như là về làm đi, mọi người từ hoàn thiện cho nó xong thôi, kết thúc bữa sáng ở đây. Dạ rứa, em chào thầy, em cảm ơn thầy nhiều. Rồi chào mọi người, kết thúc. Dạ, em chào làm này, nếu mà làm nó trông thôi, bữa sau mà coi như là lối lên mà không chịu làm là liều hôn đó.